chị hết nha. Mình nghĩ mình tay ủng hộ luôn hả? Chị tên gì ạ? Phụng Kim Phụng. Lâm Phụng ủng hộ nha, anh chị nghe bên Mỹ tay nuôi Lâm Phụng nha. Mình nghĩ mình tay rồi. Thôi là con nuôi nha. Dạ, khán giả cho like cười giỡn nha. Tôi nghĩ vợ tôi nghĩ tình chưa sao chọn. Tôi thương vợ tôi nhưng tính tình ngày tháng gì ngoan. Tôi thương vợ tôi không biết mà sao mà lắm chôn. Tôi thương vợ tôi biết yêu chọn thứ con hết lòng. Về ngang ngày đi sớm chiều nắng mưa dài dầu cầu hát giàu xa không mưa rồi sẽ lớp nhà cơ khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung mang tiếng tre qua bao nhiêu năm cháu có nghèo nhưng tình cảm sâu bảy tám bà em ghen muốn chết bỏ. Đại ba ông nó đâu có được không? Ổng gài nó coi trong chi tấp nó thấy hai vợ chồng ông này nè. Nó nói mẹ mẹ sao có cô này cũng xấu mà anh kia đẹp lắm. Nó sao con nói chuyện kỳ vậy con? Nó nói nữa rồi. Mơ á, nó nói sao con xấu mà ông có đẹp. Sao ta lấy nhau mẹ thì cái duyên nợ người ta mình nói chi? Nói với bà tư qua nói chuyện xấu thằng này đẹp. Bà có tiền bà nuôi ha. Ừ. Còn mà té bà đó. Dạ. Mà tối ngủ chung ông à. Ngủ chung ông ngủ kìa. Ngủ cơm không ông ăn mừng đó. Ngủ chung không có văn phòng luôn. Qua đây ngồi nào Phụng hả con? Nói chuyện với chị vô thấy không? Ê chị, rồi nó nhậu xỉn hay nó quýnh không? Không, nó nhậu đâu. Không có nhậu luôn. Hai người. Ừ, em ngồi đó đi. Em ngồi đó đi. Em ngồi ngay ghế đó đi. Thôi, thôi. 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 Chú đồng bay đồng bà đâu mấy ông á. Ừ. Bà không tỉnh không mày? Bữa nay mới gặp tôi tỉnh ha. Mơ hiểu à. Mày thương bả mà nó không mơ thương chị nhiều. Tôi thấy thương bả đó, nó chồng mày bỏ đi biết lên từ. Thương bả mà. Ừ, thương bả đó, tôi thương bả mà. Hai đứa là hai đứa nó ở đài không? Không. Không ở đài. Con này theo thằng này coi chừng có ngày nó giết luôn. Ông này chơi điếm không? Ông có con cơ có đầu chọc lóc ha, trắng bóc không? Tóc dài. Ông đẹp mà, ông trời đó, ông điệu đó mà. Đẹp hơn Kiếm á, thấy không? Ở Hồng Ngự đó, cũng xứ quê hương đó, nó có chồng Hàn Quốc đó anh. Tới đây vậy, thằng chồng nó như hôm nay nè, nuôi em nè. Cái không có tiền em đá, nó đủ đâu có sướng bỏ luôn. Bình tiêu được, thằng chồng em mấy cái mặt đàn ông gan chị đó. Nó khó em đồ, nó quýnh trả giờ 6 triệu. Điểm cặp cú đưa vậy là mau không? Bà Kiếm. Ừ, bây giờ tâm rồi đó, bà nhìn mình á. Có ăn mít không? Tôi ăn hết rồi nè. Ông này á là chị không giữ ra cho hai đứa này nó đá nha, không có câu hỏi luôn. Ê Tư, đẻo với đẻo mà nó chơi nhau. Đi về ông làm cho mấy tà ba tiếp ta thì cho quay đi. Kiểm bà ra có thấy cái con đèo nó chốt nè. Ừ. Kiểm chắc vô là thương bà này nè, chứ không thương. Ê, giờ đi vô kiểm chơi nè. Ở đâu lận? Đi chút vô vậy. Ở đâu vô quay cho clip bà đi. Đổ. Đây qua chợ chút cho bà hai bà 83 tuổi nó ngồi một đi. Bà hai bị gì? Bà già bà ngồi lẳng mình ơi, bà gần chết rồi. Có nhà bà ở với ai? Không ai quay chứ. Bà ở trong nhà với hai thằng con trai mà không có tiền cưới vợ nữa. Hai thằng trai có cho quay không á? Chứ. Dạ 4 giờ mà không biết giờ qua không nữa. 4 giờ nó có đi với sớm. Để bên đây hát bữa cái máy chị. 3 6 giờ. Bà đi qua chơi. Bà hát nữa hả? Bà đâu qua chơi anh. Vô qua đi. Ơi. Vô Hoàng Mơ chứ. Bữa thứ ba được không? Mà mơ có lên sân khấu ca không? Chưa. Bữa mơ móc lên sân khấu ca được. Có lên đậu ca. Anh nhìn mà tôi biết ha. Mơ móc lên sân khấu ca đi chị qua. Ừ. À, mà hay lắm phải không? Bả vậy ca bài bài tặng khán giả đi. Em không có thích ca hát rồi. Tại vì hoàn cảnh em nghèo rồi tao quay đó lên. Bây giờ cưng ca cương đi. Tặng cưng cái bông nữa. Thôi 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 thôi. Cho miếng mít lên. Ca cương đi nó nghe nè tặng cái bông có nhị luôn. Dạ. Thôi 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 ca gì. Ca hoài mà lắm. Ca chỉ giới thiệu rồi ca đừng có cao máy tự động ca.
nó giò cặn bự rồi đâu, 40 củ châu với châu hai rồi đó, chỉ cỡ đó. Uống tục xong châu rồi. Uống châu cũ á. 39 à. Bán châu có 39 à. Châu làm ruộng á. Là 39. Ừ. 39 là 40. Hôm nay cứ tiền để qua chỗ bà nội luôn. Hai vợ chồng. Đồ tôi đầu qua không à. Ông định con sao đẹp không? Con trẻ mà. Dám nói, dám nói đẹp. Nó đẹp mà phải quýnh sang nha. Nói cái là quýnh chú bớt mặt đi. Dám nói. Mà không có con bồ hả? Cúc dài cho cạo đầu á. Ở bơm mũ mũ nữa. Thế này là của tao. Dạ hả. Mà không sợ bà sợ mẹ. Sợ mẹ. Mà con khôn tao quýt ở trước ở đầu. Mà không sợ con mẹ. Bà nhiêu tuổi rồi ta? Chị nhiêu à? Nhiêu? Nhỏ mà. Nhỏ mà. Con nhỏ hơn em mấy tuổi á. Rất sống em ơi. Có qua bên vợ không? Có cho ông qua bên vợ không? Dạ cảm ơn. Có cho có qua bên nào không? Bà ở đâu? Bà ở đâu? Gì hả? Ừ. Coi mới tôi nói anh nha. Rồi. Anh cho tôi nói không? Không mà anh cho chị, cho cha mẹ cho nói không? Có sao nói nha, cũng nói nha. Ừ. Anh còn đi gặp đủ vợ, nhiều con vợ. Anh được chừng, phải có số anh. Anh đẹp trai đó. Có gì anh không có ở gần đây đâu. Còn em nói cho con nói mẹ nghe nghe. Mà ông nói mẹ nghe, mẹ không nghe nó giết mẹ luôn. Mẹ hiểu không? Nó từng chơi mẹ biết nó quýnh mẹ đó. Mà làm chịch nó hay là bạn bè nó giết mẹ luôn. Thằng Kiểm cũng vậy đó. Ha. Cho mày biết. Đi chơi. Mẹ tôi gặp. Mà nó bà sợ rồi đó ha. Giết cái lấy con khác. Không đẹp hơn Kiểm mà mơ. Ở nhà có làm ruộng không? Có làm việc? Không có làm gì đâu. À? Ăn ở công ha? Ăn ở công ha? Ông giám đốc làm việc đó. Làm chuyện đi. Thấy anh? Ừ. Ăn ở công ngon hơn Kiểm. Ông nhiều mối tình rồi sao không biết giết chết tập đầu cùng lắng lắng với quen bà. Nhưng gọi đến không bao giờ quên chú Kiểm, anh Kiểm nào nha. Ừ. Một tiếng cũng Kiểm, hai tiếng cũng Kiểm ha. Ừ. Một tiếng cũng Kiểm, hai tiếng Kiểm, màu đỏ chị kể thông á. Quát màu đỏ rồi đó. Mơ kìa, nãy giờ nhắc Kiểm hoài rồi. Bây giờ bỏ anh Kiểm lấy thằng khác được không? Phái tôi mà cứ nhắc Kiểm hoài, phái tôi phải nhắc tôi nè. Phái chị ha. Tôi là Út Hà, Long Xuyên. Ừ, qua đây chơi. Nhờ người ta đăng ký kênh tiếp ơi. Dạ dạ. Giới thiệu ơi. Nha, anh chị đưa chị Út Hà Long Xuyên lên nghe bên Mỹ bên Tây Hàn Quốc nha. Đừng giỡn nha. Thôi sống đừng giết chết nhau. Anh em đồng nghiệp từ thượng thảo nha, giám đốc công ty nha. Nó không nói gì nói gì giờ. Dạ. Bây giờ dễ thương không? Anh cũng nhờ em giới thiệu kênh của anh Hùng miền Tây ơi. Dạ, anh Hùng miền Tây rồi nè, ở Đồng Tháp không? Anh ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên luôn, cờ giỡn không lên nha anh Hùng. Thương em Út cho sống đừng giết chết nha. Nói gì chứ nói gì? Đó, chào hàng nói gì hết chị? Phụng biết nói không? Phụng dạ, chưa gọi ơi. Sẽ đăng nhiều cái clip lên cho cả nhà mình và các cô chú xem nha. Nó kiếm mình làm bằng mai em có chồng rồi coi không có chồng rồi. Bằng mai về bên Mỹ luôn ha. Ừ, bằng mai đi. Kiếm có chồng đi. Ở bên nước ngoài có anh nào làm bằng mai cho mơ có chồng đi, cứ gả luôn mà hết cho. Nó chưa có chồng đó. Còn anh gì nãy nhắc tên hoài đó. Bỏ anh đó bỏ đi. Bỏ mà nãy giờ nghe nhắc tên liền liền anh luôn. Kiểm bỏ đi. Rồi đó, anh Kiểm nghe không? Bỏ ông này, ông già quá, ông chơi 75 tuổi. Vậy hả? Thì thôi mơ mốt lấy anh Kiểm đi. Anh Kiểm không lấy giờ, lấy anh Kiểm đi. Rồi lấy anh Kiểm đi. Ừ. Bà đẹp ha, màu đỏ đẹp chứ, bà đẹp nữa không? Vậy đó hả? Ừ, màu đỏ cũng vậy, tướng mà đã hả? Đẹp luôn. Thằng bà đi không tiếng nữa. Biết anh tiếng không? Ừ. Ca cái bản gì cũng tiếng nghe đó, giờ làm bản đó đi. Còn trái nữa không? Còn gì không? Phụng nha cả nhà. Đằng kia rồi, chỉ cho tôi ăn hết trơn rồi. Chị Đại bữa nay ok quá. Chị Đại đẹp quá trời. Chị Đại mặc đồ đẹp không? Ca cái bản gì bữa đó, ca cho một tiếng nghe kìa, mơ. Ơn hai vợ chồng ơi, mơ ơn tất đại. Ông chơi cho bà khô nữa. Mơ ơn ca một bài gì bữa hổm ca cho tiếng nghe đó, ca một bài nữa đi mình chia tay. Ok ca gì để vợ chồng ta anh hút không ra ca đi. Không có được đâu. Không phải Cương ca tặng cáo đỏ. Thôi thôi thôi. Mày cứ tầm bà nói chuyện
chị Đại nha, đưa chị Đại lên nha, chị đẹp nè. Mấy tặng cho anh Hùng miền Tây đi. Lâu lâu anh Hùng miền Tây qua. Ôi, cho các bạn gì tặng cho anh Hùng miền Tây đợi hồi anh Hùng miền Tây mới về làm kỷ niệm hả? Dạ. Các bạn gì cũng được. Ra hoài bán ra bán cái gì không được. Đi ca. Mất hứng ca không được phải không? Đi ca. Sao? Chưa tới giờ ca. Ừ. Nên bạn ăn nhậu nhảy ca lắm à. Mà không chịu nổi lên đó. Đúng không? Không? Bây giờ nói chung bà nội tôi chịu nổi nè. Ừ. Chưa tới giờ đó, bà trời mà. Trời luôn hả? Sung nhảy lắm, trời đây lắm. Là chị Đại hôm nay bà trời. Ừ, bà Đại chơi không đợi em đâu đâu ha. Bà có tiền thảy lại chơi. Bữa nào đám vô cứ mời em chơi nha. Qua bà. Ờ đám cứ nhảy cha chứ. Nha. Bà thương bà đó. Chị nghe em nói không? Nghe lời ổng, không thôi ha, ổng nhậu giờ ông đập đầu chết. Đập đó. Ông trời đó mờ, mờ giỡn ổng đi. Sao không có? Ông tà bộ bà đó. Không mơ bà té. Quá đẹp trai. Nói vậy, tôi sợ lắm. Ừ, đó thấy không, ông trời đó. Chị nhìn ông đi, chứ ông hiền đó. Sao quá. Ông này có con vợ mà đức chú bự mới xứng ông đẹp. Ông chưa gặp Trương bà Lê á. Quá ông gặp Trương cho ông chứ, ông Trương á. Bây giờ ông gặp ai là ông này được rồi. Dạ, chưa thấy đâu. Ở ngoài ông nói là gì đó. Để hỏi tôi lâu Trương là chồng coi kìa. Hồi nó vô chồng lâu Trương cho ông coi kìa, quái à. Nhà nước, Trương đẹp lắm. Chú đã lắm bữa rồi nó nằm ngủ trong cung họ nó đóng đi ai thằng chồng nó cà na xấu hơn bà này đi bằng bằng bóng giác à nhỏ xíu còn vậy hả chơi có nổi cùng què vậy gặp quỷ ông kiểm tôi chơi luôn đứa con đứa gì đứa con sinh với đứa bà cháu ruột mà tôi qua thằng kia quốc luôn lấy hai đứa chơi quýnh lộn tới sai thấy người ta hạnh phúc không? Ơi bà ông chào bà không? Ừ, mơ bữa mày ông chào bà. Bà ngồi mà thương bà ngồi đó mơ bớt ơi vậy. Anh này tôi thương bà tôi cũng thương bà đó. Bà bầu rồi tao không chịu ha. Anh chơi mà không hiểu bà ha. Ừ đẹp xấu gì. Hai vợ chồng nữa. Rồi bà thương mơ rồi đó ha. Bà thương chị nhiều không ông? Ừ. Con thương mẹ nhiều hơn ba. Ba đẹp trai còn mẹ xấu đó tội nghiệp. Bà bỏ ông á bà chết đó. Ok, ông đẹp trai hả mơ. Hả, tụi mình mơ đi, mẹ sĩ cho luôn. Ông mơ nó coi trong tivi á nó không ngủ luôn nó coi ba hoài. Thế hả? Thế à, con xin lỗi mẹ, mày nói ba tu. Thế bà má nuôi con nó mày không có vậy làm thì vợ chồng tao mày coi hoài luôn, mày muốn à ổng thằng này. Thế là nói muốn là muốn. Vậy đó hả? Ừ. Bà xin nuôi về đó. Nói là tôi muốn ông. Để tự nhiên bữa trời ơi đã chồng vợ ta đi cùng luôn. Bữa nay dẫn qua thấy. Cái em bỏ thằng Kiểm đó, Kiểm cũng đẹp trai em thôi đó. Tao nói cả từng hắn cái đó. Nó tao lâu qua quay phải không? Đâu có cho mày chết. Kiểm đó mày ở thằng nào mày bỏ tao. Đem ra quay đó. Giờ thương này. Thấy này luôn. Mơ đâu nói giờ bậy tà bạ bơ. Đập tôi rồi đó. Thật là đừng dẫn đó nha. Mấy bỏ tôi rồi nghiệp lâu. Đừng nói gì hết. Bà áo đỏ biết không ha? Biết không biết? Biết rồi. Chị em đồng nghiệp chơi chơi ăn ở chồng vợ lấy qua là giết chết cho nha. Ở nhau luôn á, có con cái đó, không giữ. Giữ ổng đi. Để qua nước tôi trinh nữ là cho tôi đỉ mẹ cái bụng à. Có thằng con trai nó ở nuôi luôn ha. Ừ, chồng là thương mày đó. Đẹp trai chứ. Cái nhà chồng có mà đợi tôi ở đi. Ở đâu dạ, giờ ngon lành ha. Ngon chứ, bây giờ kiếm thằng chồng về ngủ ôm ăn ở rồi xong. Xuống xong ngủ ở toilet là máy lạnh máy giặt, máy phòng đám cưới ở đằng quay. Đồng vuông rồi nè. Ngon lắm, xây đó cho chờ về ngủ. Chị kệ chị mở nhỏ nhỏ chị. Dính nhạc. Thôi bà thương tôi ha. Mở nhỏ nhỏ dính nhạc nhỏ dính nhạc. Anh đẹp trai rồi. Ai trời mày rung động á. Ừ. Mày mới vô là mày rung động rồi kìa. Chết luôn ha. Ừ, tao làm việc đó, nó lựa chồng mà. Anh Kiểm đâu bằng hết chị tao. Ừ. Anh Kiểm đâu bằng. Không bằng đâu. Anh này tao làm việc giám đốc cơ quan. Giờ tối ngày rồi ở nhà con đi giáo hoài luôn đó hả? Ừ. Chết. Rồi chết hết trơn rồi mấy cuộn ra đó anh.
chết tình trơn rồi mới tặng thêm con gà. Đó là ông hiểu ha, đó là năm ma chết thì chơi mới bị cuộn gà hết ba má. Ừ, tụi cặp đó tận thế ha bà. Gặp chuyện này nó đêm ra tới chơi mà bột bịch nó đi tới chơi. Thầy thương bà mơ bà Đài Loan ha. Chị gan ông chồng Hàn Quốc em đó cứ đi. Đi vàng đi tiền đó. Bà nuôi thằng này đó Việt Nam. Rưới à. Rưới à. Cưới từ từ chứ. Chưa có tiền mà đâu. Cưới tiền, cưới gì vậy? Để coi có ai cho tiền thì cưới. Ừ. Cưới làm đó. Cưới làm, bà kia ông cưới bà đó. Ông chưa thấy con Sương mà, Sương qua lại cho cứ. Ông đi theo con Sương rồi tới cảnh. Ông mà chưa thấy Sương qua lại hả bà? Trời ơi, con Sương qua lại nhỏ này ai hả chị Tân? Ở trong đây nè, nó thổi ra. Sương nó nằm ngủ trong phòng, tới ngày nó đi đâu chồng mặn luôn, ăn ở không vũ neo đẹp lắm, ông chưa thấy đâu. Đẹp hơn cái con mà đầu chồng trong tóc mà ba với mẹ mà quay phim thấy không? Dùng tóc mà ôm đẹp hơn nữa. Hồi nữa tôi chỉ cho coi, nó không có ra cho ai thấy mặt đâu, nó mày quay gì đâu. Con Sương đó bà không đẹp đâu, đó họ tôi kêu dẫn Sương vô cho ông coi rồi đẹp không, chồng giàu, con Sương đẹp á vậy. Ừ. Sao một bữa tôi thấy quay người giáo mơ trang điểm đẹp lắm rồi sao em nay? Em à? Ừ. Không em thích ghen quýnh cho bà không? Cái gì? Quýnh. Ghen hả? Ghen quýnh. Dạ không có cho trang điểm nữa hả? Không. Không cho sửa soạn luôn. Đi chưa trời. Rồi rồi có qua không? Mấy con gầy có qua không? Qua qua vậy chị. Vậy hả? Sửa soạn chi mà không? Quýnh chết thôi. Mà bình thường cũng đẹp mà, mắt lộ nè. Tôi lên đồ ông này mới à, bạn đồ quét đồ tay ha. Đó, lên đồ cái lên lên luôn. Lên bàn làm tổng thống mày đơn à. Vậy đó ha. Ừ. Ông này với cô này lên bàn nè, ok đó. Tôi thấy có áo đậm đồ nhóc hết trơn. Ồ, bạn rồi đốt ra cho mà. Trời đất ơi. Nổi nóng lên đốt hết trơn luôn hả? Cái thằng kia gửi quýnh ra một đầu. Những cái em xé quần xé áo dục cái tâm. Nhầu vô chữ mà nghe. Ghen mơ hả? Ghen, thích với ông không? Ô chữ là bậy đi đâu có ai lấy ai. Nhớ rồi à, thử em nghĩ không, ông nói ông kia 75 em mới 40 thử tôi lại cha. Ông mà đủ ai ông nội quý đồ không? Ghen dữ lắm, nhậu vô đập bàn hoàng hôn can quá.